Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trần Quang Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay bản tin pháp luật usa.blogspot.com chúng tôi nói về vụ xét xử sơ thẩm nóng nhất, mới nhất ở Hà Nội. Đó là vụ xét xử anh Nguyễn Chí Tuyến, 50 tuổi, còn thường được biết đến với biệt danh là anh Chí Râu Đen, thưa quý vị. Thì anh Chí Râu Đen này là một thành viên sáng lập của phong trào Nô Du, nổi tiếng mà quý vị thấy là với những chiếc áo thun chữ Du được biến cách thành ra đường lưỡi bò và gạch chéo vân vân, thưa quý vị. Thì anh có kênh Chí Tuyến, rồi một vài kênh YouTube, rồi anh làm hàng trăm video trả lời phỏng vấn báo đài vân vân. Rồi cuối cùng thì vào ngày 29 tháng 2 năm nay thì anh bị triệu tập và sau đó thì anh bị bắt giữ với điều 117 của Bộ luật hình sự, thưa quý vị, ở khoản 1 phần B và phần C. Thì trong đó chúng tôi sẽ nói về luật 117. Nhưng mà trong phiên tòa thì anh có 3 luật sư bảo vệ và có vợ tham dự. Và có thể nói phiên tòa đã kết thúc, thưa quý vị. Trong đó thì anh bị cáo buộc với những cái video mà gây hoang mang, xuyên tạc và vi phạm điều luật 117 của Bộ luật hình sự. Thứ nhất, như quý vị thấy trên màn hình, là những ai làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Đó là những thông tin, tài liệu, vật phẩm không có thật trong thực tế, nhưng được người phạm tội làm giả, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền hoặc có trong thực tế nhưng làm sai lệch về nội dung, bản chất của thông tin, tài liệu, vật phẩm gây hoang mang trong nhân dân, bức xúc trong nhân dân với mục đích là chống chính quyền nhân dân. Rồi tiếp theo, làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. Đó là những hành vi làm ra, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có tác dụng, tác động đến tư tưởng, tâm lý, gây ra sự bất mãn, tức giận, căm ghét chế độ chính trị, chính quyền, nhân dân. Thì người phạm tội có thể thực hiện một hoặc các hành vi nêu trên. Hành vi phạm tội có thể được thực hiện bí mật hoặc công khai, hoặc có thể hành vi có tính chất lập lờ hai mặt. Tội phạm này có cấu thành hình thức và tội phạm hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong những hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Và chủ thể của tội phạm này có thể bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự và đã thực hiện hành vi phạm tội, thưa quý vị. Thì đó là nội dung của khoản B và khoản C điều 117 Bộ luật hình sự. Thì trong phiên tòa, anh Nguyễn Chí Tuyến coi như chấp nhận bản án thấp nhất, thưa quý vị, đó là mức án 5 năm tù. Và không biết là trong 2 tuần tới đây, bên phía luật sư của anh Nguyễn Chí Tuyến có kháng án hay không. Nhưng mà trong phiên tòa thì họ cắt cứ vào 2 cái video. Mặc dù có nhiều cái video thuộc loại chống phá chính quyền nhân dân, nhưng tòa án trưng dẫn ra 2 video, trong đó một video với nội dung là bà CEO Vietjet Nguyễn thì Thu Thảo hứa tặng cho Đại học Oxford một số tiền là 150 triệu đô la, thưa quý vị. Và video thứ hai thì anh cổ suý cho đa đảng, nói rằng đa đảng là cách chống tham nhũng, như anh cáo buộc là ở Việt Nam có nhiều tham nhũng cho nên
cần phải có đa đảng, thì cái nội dung này là được coi là phản động, thưa quý vị, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì chúng ta cũng biết là chính quyền nhân dân ở Việt Nam là chính quyền do Đảng Cộng sản coi như là dẫn đầu và lãnh đạo, thưa quý vị, và không phải một thể chế đa đảng nào cả. Cho nên anh đi ngược lại cái đường lối của chính quyền ở Việt Nam, và đó là cái lý do mà anh phải bị bắt và bị xét xử và bị kết án 5 năm tù. Thì ở nội dung video thứ nhất thì anh cho rằng là bà Nguyễn Thị Thu Thảo mở ra cái đường dây giống như là đường dây đem người để mà từ Việt Nam có những người tội phạm hay là con ông cháu cha mà vi phạm pháp luật vân vân thì có thể đi ra nước ngoài, xuất cảnh ra nước ngoài với cái vỏ bọc là đi du học vân vân, thưa quý vị. Nhưng đó là những cái suy nghĩ và những cái thông tin lệch lạc. Trên thực tế thì bạn Nguyễn Thị Thu Thảo không có làm cái chuyện là bỏ ra số tiền 150 triệu đô để mà tặng cho Đại học Oxford, thưa quý vị. Đó chỉ là một cái ý tưởng, một cái ý kiến, chứ chưa phải là thành hiện thực. Nhưng anh đã vội vàng chụp vào và xuyên tạc, bịa đặt, thêm thắt, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, thưa quý vị. Và đó là một cái điều mà được quy định trong Bộ Luật Hình sự Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, điều 117. Thì ai cũng biết hiện nay là có rất nhiều YouTuber ở Việt Nam sẵn sàng đưa ra những thông tin sai lệch, thông tin phản cảm, thậm chí là những thông tin gây hoang mang trong dư luận quần chúng, những thông tin gây hoang mang về vấn đề lịch sử, rồi lật sử, rồi tuyên truyền láo khoét, dối trá, rồi đủ kiểu, thưa quý vị. Thậm chí còn có kích động, bạo loạn, rồi kích động đủ kiểu, vân vân. Rồi có những người họ nói đó là những chiêu trò của cách mạng màu, cách mạng trắng, cách mạng đường phố, cách mạng chống phá, cách mạng biểu tình, vân vân. Mục đích là nhằm gây ra sự bất mãn trong nhân dân, rồi dẫn tới là chống chính quyền nhân dân, vân vân, thưa quý vị. Thì đó là những cái quy định trong Bộ Luật Hình sự điều 117. Thì ai mà làm hoặc là tàn trữ hoặc phát tán hoặc là đưa ra những thông tin tâm lý chiến hoặc là những thông tin giả, những thông tin bậy bạ không trung thực thì đều có thể bị ghép vào tội và bị án tù hình sự, thưa quý vị. Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.